Dành cho Red Panda suy nghĩ. Vẫn mô phình ạ. Thế thì Farm đến chết à? Farm đến chết là có thật em ạ. Ui, tự nhiên bị lú ấy nhở nhở. Ôi, đây sẽ là một con trôn đi đối đầu với một con Usa. Ủa xong Baby có một cái dáng đứng trông đẹp ấy nhở. Cái con DK này anh nhớ là đâu có đứng thế này đâu. Chắc là có kia tích kem. Hào quang tiền anh. À, hào quang kim tiền, kim tiền. Sức mạnh của kim tiền. Bây giờ ai ở ngoài đường đứng đẹp là hào quang của người có tiền. Ok. Trông cái dáng đứng này tôi thấy là giàu rồi. Giàu. Nào. Channel lát hốc thua donate 100k. Đây rồi. Ui rồi vẫn còn đang đợi Xu Hiếu lên cho anh em đi ăn xiên bẩn. Mãi chả dễ kèo xiên bẩn đâu. Anh trong, em đáy toát cả mồ hôi. Trong khi trận đấy thì anh em mình làm hết rồi. Xu Hiếu chả phải làm gì cả. Đấy. Húc lại còn húc trượt chứ. Anh lồng phát đạo toàn 3-4 người đúng không? Đấy. Sau cái phối hợp WC cầm đồ đạc cầm điếc nhưng vẫn phối hợp bình thường. Không có vấn đề gì cả. Anh còn nhìn Xu Hiếu quả đấy không quay cái cam mà cái cảnh anh em mình ném con drone vào. Cay. Để phối hợp ấy. Quả đấy anh em mình phối hợp xong rồi Xu Hiếu kệ cứ đang ngồi đánh trụ đấy thế giới cho ấy. Các bạn viewer xem thì phải xem cái gì đó thế giới đúng rồi. Ôi ôi, đi xem quả đánh trụ anh em thì không làm kiểu combo bình thường xong rồi ném giáo anh em phải kiểu bro cơ kiểu ném chết trời cơ. Nói chung Xu Hiếu cũng không theo được anh em đâu. Xu Hiếu đây không theo được sau cái quả đấy cay dã man này còn bắn quả tên lửa lên cho thằng kia biết. Em cũng sợ rồi anh góp đam anh góp đam góp đam 200 đam sau cái giảm kháng phép thì còn bao nhiêu 150 à. Xu Hiếu kiểu phải chuyển mặt ngay. Chả vờ nghiêm túc tí hả? Không, tôi biết là hôm qua Xu Hiếu cát đến khoảng tầm 3-4 giờ sáng nên tầm này vẫn đỡ. Không biết gì đâu. Em ơi, vẫn đang để player positive ấy. Đổi lại thành WePath đi. Cái chuột này a đùa lắm. Ok. Nào, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu này thôi. Cái này nhớ là phải tắt chuột đi. Đấy. Em nghĩ sao về cái lane mid? Chúng ta đang có một cái DK và con Buck. Thế là ổn thôi nhở? Ổn cho DK rồi. Có vẻ như DK sẽ free ở game này thôi. Tại vì hướng của mặt trời là muốn pick con Timbersaw để counter vị trí của ấy mà. Của con DK này mà. Bao nhiêu năm mới được gọi là kèo đi ăn xin bẩn của một người anh. Sao còn mãi chả thấy đâu. Em tưởng Xu Hiếu cho anh em đi ăn Manhwa mà. Không em ạ. Hôm qua Xu Hiếu bảo Manhwa đắt lắm. Đắt gì có 300 thằng. 400. À 500. Đúng là 500. Ăn qua hình như anh nhớ không nhầm là cái gì nhỉ? Ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu mà. Không, buffet có buffet mà. À có buffet à? Ăn qua là buffet không nhỉ? Hình như là có hai loại. Có một loại là theo kiểu gọi món. Thực ra quán hạo cũng thế thôi, cũng có hai kiểu mà. Nhưng mà thực ra ăn buffet không là... em nhớ là mang qua là buffet thôi ạ. Buffet ăn buffet nhưng mà chỉ là có một số món ở trong thực đơn thôi. Tức là em muốn ăn những cái món xịn sò nó là vẫn phải trả tiền thêm, hiểu chưa? Thôi. Đấy. Chúng mà đi tầm 5 lít một người đã ăn uống thoải mái rồi, ấm rồi. Nào, ngay lập tức là có một cú DK. Trong trận này Giang cầm trôn off lên. Em nghĩ sao về một con trôn off lên? Con trôn off lên thì khá là counter vị trí Usa rồi. Nhưng mà không biết là anh ta đi lên của nhưng gì mà rồi. hơi toang con đàn đài. Úi dồi ôi. Đây là cái điều cần lo này. Úi dồi ôi. Tôi tưởng tượng trước mặt các bạn đây chính là Xu Hiếu. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng siêu phu chính là Xu Hiếu. Xu Hiếu kiểu đấm vào mặt đó. Đấm. Nào, Earthshaker và một con trôn đi off. Trông hơi thốn nhở. Có vẻ như cái meta này các team đang pick tình huống nhiều hơn anh nhở. Nói chung là không có kiểu gọi là bài bản quá. Họ đang pick quá những tình huống rồi. Ở đây thì cái lane cực kỳ dễ dành cho DK thôi. Khi mà lửa của anh ta vừa gây đam mà có thể trừ đam nữa chứ. Đúng. Vừa giảm đam đối phương lại vừa có thể ăn được con tay dài. Đây sẽ là một lane khá là dễ dành cho Baby. Đây cũng là một con hero khá là tủ của Baby. Một DK. Chơi hero này thì nhạt các bạn. Kiểu nó bị dễ quá ấy, nó không thể hiện được đẳng cấp. Ôi nhưng mà Baby có vẻ như là hơi tham ăn con tay dài nên là chấm mất một con rồi. Con này thì ok, không sao cả. Rõ ràng lượng tiền đến từ cái con tay dài vẫn là nhiều hơn so với hero cái con tay ngắn. Ở cái lane bot này em thấy cũng sẽ khá ổn dành cho vị trí của Barbarazi thôi. Khi có một con Abaddon đứng hỗ trợ mà. Đúng, bắt máu đến chết. Đúng rồi. Hết máu thì khi con bot này có level 3 thì không thể nào mà giết được. Ném Bitcoin các thứ ra. Red Panda rất là chủ động, anh ta mua cho mình một cái Ox of Menor, một ngọc độc để có thể là đánh nhau đầu game luôn. Vẫn chỉ là màn giao lưu võ thuật đến từ hai bên thôi. Ở đây thì đã có những màn nổi trội hơn, con trôn rồi. Chết luôn này. Ồ không chết được, nhưng mà mất bình máu to rồi. Lúc ấy bảo sao anh thấy là cái lượng máu tự nhiên lại vụt lên một phát đúng không? Vâng. Rõ ràng là cắn một cái gì đấy, mà không phải là một cái Fairy Fire thì chắc chắn là bình máu to đâu.
Thế không sao, cảm giác bên phía của Eleven họ đang thẳng lên boss này rồi. Đúng. Khi mà có Timber Sword mất cho mình lượng màu to. Xe tốt thì nếu mà anh em không biết thì cái kèo mà chôn counter cũng sao cực kỳ nhiều luôn. Đúng anh. Đầu game đánh chỉ mít thôi. Cay. Ngày xưa hay cái trò có cái trò kiểu Usa đi off lane thì hay big chôn carry để counter mà. Vậy tình huống Fizzy từ xa slow thì con Usa rất là sợ. Anh nhớ là hồi trước thì con Usa còn bị counter nặng hơn là tức là cái overpower khi mà em đánh mid là nó sẽ mất chạc luôn. Tức là kể cả cái hit đánh đến nó mid thì nó vẫn tính là em đã đánh cái hit đấy rồi. Wow. Nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn, tức là em đánh mid thì nó sẽ không tính, nó không tính như thế nữa, tức là em bao giờ đánh trúng thì thôi. Đấy. Chính ra ngày xưa. Lâu rồi mà. Ờ lâu rồi, lâu lắm rồi. Chứ còn bây giờ là Usa là đánh phát động chính xác thì nó mới tính. Thì đỡ hơn. Cảm giác như mấy anh bên phía mặt trời đang hơi khó chơi đâu. Bạn Bích thì có vẻ là hay đấy nhưng mà đang hơi khó chơi rồi. Ủa ơi. Ui rồi. Ui rồi. Ơ cái gì đấy? Phép bắn ra đánh chất anh ơi. 1v2. Và đây là một con sắp 5 các bạn ạ. Nếu mà tôi là người chơi carry chắc chắn là tôi sẽ vừa tiếp ngay cho anh chàng này phát luôn. Tại vì nhan quá. Là sư bình hiểu, là sư bình hiểu. Ô, bạn ơi bạn này hay thế. Ừ đúng rồi. Thì một người chơi sắp 5 mà 1v2 sắp 4 và ọp lên đối phương. Quan trọng là còn pull được. Ừ. Đánh lại còn bản lĩnh luôn. Đánh kinh à. Bảo sao anh ta được vào Dream Team anh ạ. Ờ. Tôi cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà Dream Team này trận này nên thắng. Thua hơi nhiều rồi. Một con A3 mà anh ta lại có thể làm đến vậy. Anh em đang có bảo là mình chuẩn bị vào Nam thì từ từ đã các bạn ạ. Anh định về vào Nam thật á? Không phải định mà đấy là kế hoạch công ty rồi. Yeah. Ừ. Chẳng qua là thời gian thì nó sẽ còn tùy tình hình dịch bệnh các thứ. Thế là lại tuyển lại ba Dota xong đấy à anh? Điên. Thì vẫn là anh em nào ở ngoài Bắc thì cứ cắt bình thường. À. Anh vào Nam thì anh cắt từ trong đấy ra, có gì đâu. Ủa, nghe tự nhiên buồn thế. Wow, limit thu sâu luôn đấy. Bắc đang kém gần như là 10 con creep so với vị trí của DK. Vâng, Red Panda làm hết à? Ơ cái gì này? Mày có chịu thật sự đấy. Úi dồi ôi. Chặt nè. Ôi ôi ôi, Baby ơi. Baby ơi. Vâng, đúng như cái tên của anh ta. Baby các bạn ạ. Nhưng mà đánh được mấy pha như vậy là giỏi lắm đấy. Ừ, sao thế nhở? Em cũng không biết được. Kiểu pro player mà, họ có thể làm những cái điều mà chúng ta không thể làm được. Ôi, Baby ơi, thần tượng của tôi. Vâng, đối phương đứng ngay trước mặt. Baby thổi lệch sang bên trái luôn. Ơ, Ivy định làm một cú để bay vào người bóc phinh nhưng hơi khó đấy. Rõ ràng là khoảng cây này thì không cho phép. Em có ngửi mùi sơn không? Khó nhỉ? Ờ, hình như là bên ngoài. Chắc là anh em mình làm tí khẩu trang không chết mất. Chết rồi, bên ngoài đang kiểu thi công thi kiếc gì các bạn ạ. Toàn mùi sơn thôi, cay quá, đeo ngay khẩu trang vào thôi. Cái này độc lắm đấy. Chết thật, sau này tôi phải xin bảo hiểm mà tôi đừng làm trong ngành độc hại các thứ không? Nào, chết top. Đã có Martimi từ vị trí của Baby rồi. Anh nghĩ là có lấy được mạng không? Anh nghĩ là lấy được mạng rồi. Nào, chặt một cú. Siêu khu đang... Nhưng mà bỏ luôn. Bỏ luôn à? Em nghĩ chỉ tầm 6 giây nữa thì vị trí của Maybe sẽ có cho mình khạc lửa. Nhưng mà anh ta vẫn lựa chọn là bỏ. À, khạc lửa có 2 điểm. Bắn phát chết con gà luôn. Nào, Maybe lại quay trở lại mid thôi. Anh ta bắt buộc có mid khi mà anh ta đang bật cái phong rồng lên để cho Park cũng phải ra mid. Sẽ không đi quấy phá được các thành viên còn lại của team Elephant. Đúng rồi. Như mình nói ban đầu ấy, bây giờ mà con Park di chuyển thôi là con DK rất có thể sẽ là bê được cái trụ luôn. Đúng rồi. Bọn mình đang làm một cái văn phòng mới rất là to ở tầng 5. Làm thêm các bạn ạ. Trước đây là có văn phòng rồi nhưng mà nó hơi bé. Cũng ép quay né là hay luôn. Chính là gọi là văn phòng không chính xác. Tại vì thực ra dự kiến là khu này là để sản xuất là chính thôi. Còn văn phòng thì vẫn ngoài kia. Nếu mà các bạn muốn kiểu làm việc các thứ thì có thể vào đấy. Nó có biển to rõ ràng 500 Broad Media sáng choang. Ở đây là có tận 3 thành viên bên phía mặt trời đã mít rồi. Còi luôn nhưng mà cú đá nó không đủ. Và Maybe có thể sống sót trong điều này khi Red Panda đã đến rồi. Vâng, Red Panda làm hết. Nhưng mà Maybe thì... Ui.
pha đấy Red Panda có mạng nữa thì thôi đấy. Tôi thề là ông này là chắc chắn là top 5 support ở khu vực Trung Quốc luôn. Ông Red này, ông Red Panda có vẻ là đang đánh cực kỳ bách anh nhỉ? Đang đánh bay thế nhỉ? Quả. Ở đây thì hai con này chỉ nhìn nhau thôi. Bao giờ thì anh nghĩ là phải mua một cái mặt nạ hút máu nhỉ? Khéo phải chuẩn bị mua một cái mặt nạ hút máu các bạn ạ. Và em nghĩ là anh Tạo có thể chui vào rừng được rồi khi mà đã có cho mình cái mặt nạ hút máu. Timber đánh có vẻ hơi cục xúc. anh gì có Timber đâu. Nó ném cả cái dây mà có xe tao không? Ở đây thì mặt nạ không mất máu rồi, vị trí của bác rồi. Có khi chết không? Được không? Không không. Chết rồi, mất O rồi mà anh. Chết chắc rồi. Đúng không? 2 giây nữa có off. Không được. Vâng, họ trên stun rất là chuẩn. Tức là đợi cho Park sử dụng cái off thì họ mới sử dụng cái stun của mình. Và sau khi mà anh ta không còn cái skill di chuyển nữa thì anh ta chắc chắn phải đập xuống. Siêu Vu tiếp tục thì giữ chân lại nhưng Baby không có quá nhiều sát thương. Một cú chặt. Uầy, uầy. FY đánh là dã ba luôn anh ạ. Và Siêu Vu, ồ, anh ta vẫn kịp sâu rip và lùi lại. Một cú chặt mà nó có đến hai lợi ích khác nhau. Vừa để cứu người, vừa để bắt người. Đạo to, đạo to. Nhưng mà đáng tiếc là không bắt thì được. Lấy mạng vị trí ăn đây rồi, nếu mà lấy được mạng ăn đây thì là ngon. Đúng. Có vẻ như là Elephant đang tìm lại chính mình chứ. Anh thấy đánh nét thế chứ nhỉ? Trận đấu đang đánh khá là bay khi mà tất cả các thành viên Elephant họ đều đánh tốt. Mình thì đánh được đấy các bạn ạ. Elephant ở đang cho thấy rằng là họ là người trên cơ rất là nhiều. Chia lên cũng hay. Ôi không được nha. Tại sao cắt chị không đá đối phương về nhỉ? Ở đây thì Red Panda. Cái gì? Ông đánh bạn tôi á? Ông đánh bạn tôi á? Chói đấy, chói đấy. Ơ chưa chói, chưa chói. Ơ chưa Giang ơi. Đánh là cũng cục đấy anh ạ. Ờ cục thế. Anh ơi làm hơi đấy, cứ đánh thôi. Tôi cảm giác như bên phía của Eleven đang thắng 3 lên anh ơi. Ờ. Nên ở đây vị trí Usa farm vẫn được, làm tốt. Ở mid thì bây giờ con DK là có level rồi, nó sẽ phun lửa để clear creep thôi, nhưng mà sau nó không đè nữa rồi. Baby quyết định di chuyển một chút. Anh ta muốn có cái trụ ở trên top chắc. Còn bác này thì thọt quá anh ạ. Ngày mai thì nếu mình nhớ không nhầm là tiếp tục có 4-6 nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn theo dõi 4-6 thì có thể truy cập kênh vào tối mai hay chiều mai 3 giờ đến 6 giờ chiều. Mắt 4-6 gặp tin nào anh? Ở đây để anh có thể đọc luôn cho các bạn. Ngày mai Si từ từ nha, không điều đánh nhau mà ngay lập tức trôi phải nằm xuống rồi. DK cũng đang gặp nguy hiểm và tầm này 5v1 thì thôi. Red Panda có đánh hay đến mấy thì vẫn phải đập xuống. Ngày mai 496 sẽ gặp T1. Em nghĩ sao về đội tuyển này? Jacky, một player người Lào. Đúng rồi, 10k đấy. Ở người xem chửi nhau thanh niên này đấy. Em bảo là cả đời mày không lên được tay ở 1 đâu, bây giờ lên tay ở 1 thật rồi. Ngày xưa này nó đánh chơi game toxic lắm anh ạ. Kiểu đồng đội phê một cái là bắt đầu nó ngồi nó dỗi xong nó chửi team ấy. Em thì bảo là mày bro nhỉ, nó bảo ừ đúng rồi tao bro. Em bảo là cả đời mày không lên được tay 1 đâu, xong rồi nó bảo mưu em. Cái hồi xưa nó không ở tay 1. Hồi xưa nó là thằng trong tay ở 2, tay 3 thôi. Vâng, có vẻ như là sức mạnh của Timber thời điểm này đang là quá khỏe rồi. Anh ta cứ liên tiếp là chèn ép các thành viên đến từ bên phía của Elephant. Mà thực sự là họ cần một lượng sát thương. Anh nghĩ là Morphin phải đóng một cái EB chắc. À, Morphin như đang hướng lên cho mình một cái Manta trước rồi. Manta trước. Đúng rồi. Thật ra thì Manta trước cũng được khi mà anh ta vào combat, anh ta sẽ thật sự là thoải mái khi mà có những silence đến từ vị trí của Earth Spirit. Cũng như là có Bắc. Nói chung là cũng hợp lý thôi anh. Ok. Với cả Manta thì farm nhanh hơn mà. Bây giờ bên phía mặt trời lại có một cái vấn đề mà cực kỳ khó khăn là bây giờ mà con mò hóa thì con anh mà lấy được một cái cọc thì cũng khó đánh đấy. Và bắt đầu khó chơi đấy. Trận này thì có thể biến thành một con Undai. Earth Spirit thì anh nghĩ là cũng ổn. Cũng skill di chuyển xa bằng cái Jordan Powder. Ở đây thì như là vị trí của Giang nó hướng lên cho mình một cái hút à. Bạn xin có hỏi là 46 hết cơ hội đi tiếp chưa nhỉ? Thì mình nghĩ là cơ hội thì đang khá là thấp. Nhưng mà vẫn là có cơ hội. Thấp đầu anh đã gặp là XCTN hay là T1, biết đâu mai lại dã T1 hay không? Thật. Nói chung anh em phải yêu nước đi. Mà các bạn cứ yêu nước cho tôi. Đúng rồi. Yêu nước game 1 thôi. Yêu nước game 1. Game 2 thì bắn nước em. Không, game 2 thì để mặc số phận anh ạ. Để mặc số phận đi, đừng có bét bùm cả.
chúng ta cổ vũ bằng trái tim thôi. Game 1 thì có vẻ cổ vũ bằng tiền được đấy. Một con troll pick để có thể đi chung với cả Uza đâu. Nhưng mà thực sự thì bên phía Elephant cũng không quá quan tâm đến chuyện là Giang có thể làm được nhiều điều ở tầng mid game. Nào, Giang đã bị quay, Giang được bảo vệ bởi Amethyst Shield. Tiếp tục là một cái nữa chứ không được rồi. Rất là đau từ vị trí của team mặt trời khi mà đã có mình một cái hút từ vị trí của Giang rồi. Nhưng mà lượng đam phép nó quá lớn. Ở đây thì Morphine chắc chắn lấy được cái trụ này thôi. Các bạn yên tâm, tôi sẽ giữ lời hứa. À, vì tôi cắt hôm qua là 46 thua cả hai game. Nên là ngày mai tôi sẽ không cắt nữa. Không cắt 46 nữa. Mai 46 mấy giờ đánh anh? Không, mai để em xúc hiếu cắt game đấy cũng được. 6 giờ em ơi. Mai để em xúc hiếu cũng được. Em xúc hiếu luôn á? Ok, bộ đôi. Xúc hiếu dạo này bảo là anh đi làm cutter bờ đồ làm hôm nào lên để bộ đôi phá án à? Được được em ơi, mai anh sẽ xếp cho em cắt cũng xúc hiếu luôn. Ơ nhưng mà em cắt đêm thì... Thì cắt xong đi về ngủ nghỉ xong đêm lại lên. Ôi, mệt lắm, mệt lắm. Tầm 6 giờ đến 9 giờ nhở? 6 giờ xong thì sau đó là cắt luôn mà, không được nghỉ đâu. Mệt lắm, mệt lắm. Nhưng mà có phải ca của em đâu. Ca của em là đêm à? Đêm thì là 12 giờ. Vâng, từ 12 giờ mà. Thôi thôi, thôi mệt lắm. Tôi bỏ cứ đi. Cho Toby cắt cùng xu yếu là hợp lý rồi. Anh thấy là cái bộ đấy hợp phong thủy 4-6. Đấy. À? Chứ còn anh vào là thôi. Người ta còn dùng cái cụm từ nghiệp tụ vành môi cho anh. Chán. Nhưng hôm qua có vẻ là Hùng Hùng bị Mikoto hành ở mid đúng không? Anh qua cũng không có xem trận 2. Hôm qua này đúng thật là HTZ hơi bị outplay mid. Anh ơi, người ta 11 carry mà anh, đâu phải mấy thằng fake đâu. Ý em nói là Hùng Hùng fake à? Hùng Hùng đã được 11k đâu anh. Hùng Hùng cũng chưa được 10k. Thôi bình tĩnh đi. Người ta 11k mà. Nhưng mà trên kênh stream của Mikoto thì Mikoto dành rất nhiều lời khen cho Hùng Hùng. Mikoto khen là gì nào? Lời khen kiểu là đây là một player đi mid cực kỳ khó chịu ấy. Ờ. Đánh cũng kiểu hay ấy. Vâng, Red Panda ngay lập tức là phải active cho mình, đó là... Mất coi luôn. Ồ, lấy coi để đổi lấy cái bolo tham, ok. Thôi thì cũng được. Tầm này thì coi cũng đau nhanh mà. 70 giây. 70 giây, thì trong 70 giây đấy thì TP Raven sẽ không bị gank nữa rồi. Sẽ thoải mái farm thôi. Đã có Fury trên người của Usa rồi. Cảm giác control này đang hơi... hơi phế vật ấy. Ê, trô hẳn vào người luôn. Sau thực kiếm 1 lại cũng... Wow, trên stun rất tốt nhưng... À đây rồi, có thêm cái waveform đến từ bên kia còn vào Palazzi. Nhưng mà trên top thì Giang lại đỡ. Giang sẽ đánh chết hơi nhiều nha. Thế ra chúng ta cũng thể, không thể đòi hỏi được ở con châu đồng bên nó làm gì cả. À đây, vẫn kịp bật form lên nhưng mà không thể nào mà tay nổi lượng sát thương đến từ bên kia của Elephant. Còn bóc phình thì bắt đầu khỏe nha. Khỏe rồi đấy. Thật ra anh có biết tại sao con Usa nó thích Fury ở cái thời đấy không? Có một cái thời mà nó cực kỳ muốn lên, cực kỳ phải lên Fury ấy. Cái thời mà nó sửa cái Talon level 10 của nó là không cho mana regen. Mana regen. Đúng rồi. Đấy là cái thời mà Usa thích cái Fury nhất. Tại nhưng vì mà... là lên cái đồ đấy là có mana regen. Quan trọng là bây giờ có mana regen nhưng mà vẫn thích. Ngày xưa Usa hay lên cái kiểu bát đầu tiên luôn, phải từ bát luôn. Ồ. Đáng tiếc là cú chặt tham binh chưa đến. Anh chính xác là bắc anh ta cẩn thận. Chủ luôn. Không, anh nghĩ cũng rùa, rùa. FY đánh như mình thôi. Thì những tình huống đấy thì phải cố đấy, không được thì thôi. Anh em mình đánh kiểu thế. Tức là thấy vào được. Nhưng mà các skill trượt là thôi đi về. Chả vấn đề. Nói chung là đã thử rồi. Đúng. Không được thành công một sống mà. Thử nhiều lên đi. Đánh Tota là như vậy các bạn ạ. Chúng ta sẽ có những cái khe hở để chúng ta có thể vượt qua. Nhưng mà nếu mà thấy không được thì thôi. Đi về. Không vấn đề gì đâu. Còn hơn là những người còn không nhìn thấy được những cái khe hở đấy thì chịu. Không, không phải anh mình đâu, anh mình toàn lúc trượt đấy. Sao em cứ, xài sẻ xúc hiếu nhỉ? Nhưng mà anh mình hút trượt. Xúc hiếu già rồi, bình tĩnh đi. Anh mình hay kiểu là gì à? Em ơi em chơi Dota phải nói chuyện nhiều lên nhé. Sau rồi chơi game chỉ một mình em nói. Thật. Ở đây thì Usa đang farm lại rất là nhanh. Em có nhớ cái quả mà hôm trước em bảo xu yếu hàng đẹp.net không? Xu yếu chả nói gì cả. Cứ thế lầm lũ đi vào húc húc.
xong mãi đến lúc ăn xong cô bác bảo đấy thấy chưa anh húc được con đờ đao đấy. Trời ơi, người ta đánh xong từ bao giờ rồi. Chạc TP rất nhiều từ vị trí của TP lên phần, cẩn thận bị castle bằng coin nha. Ừ, nhưng mà hình như bác cũng nhìn thấy rồi. Trời đang tối mà, vâng. Trời đang tối. Cái sư bình hầu lên cái lối item cũng giống chi hết thật. Đổ phất item mà chống rồi lên cho mình cái gậy xanh ấy. Thế là em thấy cái trận đầu này cũng hơi thừa thãi. Đổ lên cái pai này cảm giác anh em vào có bát gọi là bất tử rồi. Vẫn là đi smoke dù tại vì trên anh đã của... lên gậy lốc để setup mà anh có lên được pai đâu thì xúc yếu lên pai đi. Thật, anh mình thích anh, bây mình, giờ... anh mình thích GS mà. Ngày xưa lúc mà xúc yếu trẻ thì xúc yếu không thích biểu diễn, bây giờ già rồi đua đòi đi biểu diễn. Ngày xưa xúc yếu đánh Dota thực dụng thôi ạ, mà phải tun đấy. Đấy, bây giờ xúc yếu vậy kiểu đi xa xa thì nó hút cơ. Kiểu hút ở xa cơ. Hút mẹ còn hút xa. Sơ tắt đây rồi. Ăn được Rosa luôn nha. À, nhưng mà có tình của xa rồi. Chôn lên cho mình cái gậy xanh anh đánh giá sao? Chôn lên gậy xanh à? Búp vượt vào... À chính xác hơn là anh ta sẽ giảm được cái cooldown của cái xoay dìu. Cũng như là có giải bắp. Trận này anh thấy là Usa giải khá là hay. Tức là làm giải cái overpower của Usa ấy. Được. Giải cái overpower đấy khá là hay. Khi mà trận này đã có vị trí của Barbarazzi gánh đam rồi. Bây giờ cứ chơi kiểu khó chịu thôi. Với cả cái gậy xanh là item farm mà em thể clear rừng rất là nhanh. Tức là thấy chỗ rừng nào còn sống là farm luôn. FY sắp có mình blink. Trận đấu này FY thi đấu khá là hay. Chúng ta có những cú chặt thực sự ở gánh team luôn. Khéo trận này con troll này còn đóng cả sắc em ạ. Anh thì anh rất là thích cái sắc làm cho bất tử trên cắt vào global ấy, cắt global xong đồng đội được ấy, giống ngày xưa ấy, giống ngày xưa chơi đôi một cúp lên, đúng không? Ừ, đỏ hết cả tay lên đấy. Rồi em nhớ đợt đấy rồi, đợt đấy con chôn hay hơn mà. Ừ, anh thích cái búp global mà, đồng đội khỏe đã mặt Anusan nhanh cực, mà bút trụ cũng hay. Chắc là trận này Giang sẽ đóng cả gậy xanh cả sắc thôi, gậy xanh để farm nhanh hơn cũng như là đánh nhau khó chịu hơn. Ui, baby lên cả amulet, gì thế? Thêm đam thôi mà. Amlet trận đấu này cũng được. Thật ra là cái Amlet này ngày xưa là kiểu coi từ một con DK ấy. Từ Dota 1 lên Dota 2 luôn. Đời đầu. Các bạn tranh thủ like cái nhở. Nãy giờ mới được có... like đi. Trời ơi, hai người xem. Không được một người nào like, chán. Anh em cứ kiểu nhiều người xem xong like nhiều thì xúc hiểu lên lại có hưng phấn. Đúng. Lại biểu diễn cho anh em xem. Tuần này thì anh phải công nhận là những cái cặp đấu không hấp dẫn như tuần 1. Cùng lắm được một vài trận 4-6 thôi. Chỉ còn tất cả các khu vực còn lại, Trung Quốc, SIP và EU thì đều không hay. Nhưng mà tuần sau nhiều cặp hay em ạ. Hình như tuần sau có Nigma Secret. Ui dồi. Nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không thể trách được khi bây giờ chỉ là những giải đấu online ấy. Ừ. Kiểu các team cũng không kiểu... Với cả người ta đánh công bảng thì cũng phải đợi người ta đánh xong cặp này đến cặp kia chứ. Đúng rồi. Chứ tuần nào mà cũng xem cặp hay thì thế thì chết. Bây giờ xem online, xem Kuroki đấm mặt Uiha thì cảm giác nó khác hẳn. Hay thật. Không biết bao giờ thì chúng ta mới được theo dõi là một giải đấu online nhỉ? Ngay đây thôi, chuẩn bị là có kiểu Việt Nam bây giờ rồi thì nó lại hoãn. DRK Cup đúng không? Vâng, hoãn rồi. DRK Cup. Ban tổ chức thì mất 50 triệu tiền vé. Sao? Không, anh ạ, em nghĩ ăn 50 triệu đấy là quá rẻ rồi. Thật. Bây giờ mà vào mà... kiểu... Bây giờ mà vào nhá. Gì à? Player bị Covid. Xong rồi chỗ, mấy cái chỗ đấy bị report, xong rồi bị kiểu... Nó ganh thì chết. Phải đóng sự kiện không? Thế bảo là cái khu vực mà định để làm nơi thi đấu là cũng là một cái kiểu để kinh doanh mà. Vâng. Nó là villa để kinh doanh mà. Có thể đấy là một cái cách quảng cáo. Vâng. Cách quảng cáo để cho cái villa đấy nó phát triển. Thì nó mục đích chính của nó chỉ là quảng cáo mà anh. Ờ. Cho các team online là quảng cáo thôi mà. Tức là phòng ốc của tao như này các thứ. Vâng. Đẹp đẽ. Hôm qua tôi vừa đi mua kiểu bàn chải mới kiểu để đi mà. À. Thực ra là chiều mới bay, bây giờ em bay rồi này. Đúng giờ này là bay rồi. Nhưng mà hoãn là phút cuối. Mà thật ra thì player nào cũng dễ. Bên thỏ bị sát đau mà em. Tức là bên thỏ của 500 là cũng được mời làm kỹ thuật viên giải đấy. Đấy 20 triệu mà. Ui, làm kỹ thuật viên giờ giàu. Tôi không làm cắt tường, tôi làm kỹ thuật viên. Một giải 20 củ. Nào Red Panda mất một đầu tham rồi. Còn là gì gọi là một cái cọc để đẩy cho đối phương lui về. Và anh ta sẽ cố gắng bảo vệ cái cọc này thêm một chút nữa chăng. Ờ, bị lốc lên và đó cũng lan đến từ bên phía của trang Earth Spirit. Cọc chưa bị phá. Đây rồi, cọc đã phá thành công và đàn zombie vẫn đến từ bên phía của team mặt trời.
Hai thì lên bảng điểm số đến bên phía Team Eleven rồi và họ chưa làm được gì cả. Giang cũng đi luôn. Ba đổi công bởi vì cầm lùi về ngay, anh đã không hề có BKB. Ok, có vẻ như bên phía Team Eleven họ đã thua con bát này rồi, cũng như là mất con Rosa này chăng. Ui baby, tại sao baby lại chủ quan đến vậy nhở? Anh sao, nghĩ sao là có thể đánh kiểu hơi non nớt như vậy nhở? Đúng, đối phương còn đến 5 người thì không nên vào như vậy. Em nghĩ là tình huống vậy là hơi non nớt từ vị trí của baby, hay là anh ta đã tự tin là anh ta có một cái blink, cảm giác như tìm mặt trời lao và anh ta sợ blink về chăng? Đánh thế có phải hơi tự tin khi mà đồng đội của anh ta còn chưa xuất hiện? Thôi lại mấy ông Eleven lại chuẩn bị ở đây. Đã đây cho mình một cái xác từ vị trí của Seeker rồi. Móc phình thì Manta EB đi cây chắc chắn sẽ là một cái BKB thôi. Bây giờ anh ta cần phải có một cái BKB. Giang thì không biết là sau cái gậy xanh này sẽ là item gì. Em đoán là item gì? Một con trôn. Nghe một cái xác cũng anh nói cũng hay đấy. Ờ, được một cái xác đi. Không, xong kiếm chéo á. Xong kiếm chéo để phụ đam mà không cần đâu. Kiếm này đủ đam rồi mà. Morphing là có đủ đam rồi. Nhưng mà cái EB của con Morphing em thấy lên ở cái thời điểm này có vẻ là cũng không được gọi là có tác dụng cho lắm. Hơi sớm của mặt trời đã có. Không, hơi muộn. Hơi muộn. Bây giờ bên phía mặt trời đã có cho mình cái pai rồi. Ờ, cái con Timber nó khỏe hơn đúng không? Không dùng đam chết được ai cả. Hai mình nhầm rắc một chút chứ không sao đâu. Còn cả Red Panda đang cố gắng check vision. Nào, con Đông Sang vẫn đang tranh cướp đến từ cả hai phía. Điều quan trọng là ở game đấu này em quay anh ta sẽ cực kỳ khó đánh. Chỉ ăn một cái co rồi anh ta chết rồi. Chả kịp làm gì cả. Đang hướng lên cho mình cái mecha tư vị của Red Panda rồi. Theo cái tình hình hiện tại đấy, có thể là phút thứ 35 thì anh ta lên được cái mecha. Nếu mà trụ được xa thì sẽ là một cái xong kiếm chéo. Tiếp theo anh nghĩ sẽ là một cái bát thôi, một cái Abyssal Blade thôi. Ờ. Gậy xanh thì nghe hơi kiểu đường đang được mỡ, đường đang được mỡ. Không, thật ra thì Abyssal trong game đấu này cũng không được đánh giá là hay lắm khi mà bên phía của Eleven có một con Abaddon giả. Không, lên hẳn luôn cho mình cái FAB. Vẫn phải lên để số vào chứ bây giờ chạy bộ vào à hay là như nào? Chạy bộ cũng được mà khi mà có cái coi rồi mà. Thôi lên Abyssal đi cho chủ động. Không, em nghĩ là để sâu hay hơn, để sâu vào FAB. Đây là Abyssal cũng không hay lắm. Rồi, cắm cọc ra để xe kill cái con Roshan này. Và bên phía của Eleven có vẻ như họ sẽ nhả thôi. Quyết định đánh ở trên high ground. Không có tên làm gì cả. Chuyện chỉ quá xấu khi mà có cọc được cắm. Và quan trọng nhất là maybe. Maybe chưa hoàn thành xong BKB. Rồi, sẽ rất là khó đánh. Đây rồi. Vậy là tham binh vừa đẹp nhở. Ăn xong Roshan đối phương mới có BKB. Xong quá tuyệt vời đến từ bên phía của mặt trời. Nghe đẹp. Ôi, nhưng mà con Team Assault đã trâu quá. Nhưng mà tại sao Team Assault không hướng lên cho mình một cái Lotus này? Em thấy Lotus này hay. Bấm và trôn. Trôn đam chết ngay Ung Sa luôn. Nào, lượt trôn đam số 2. Họ cần một cái stun ngay lập tức. Ung Sa đang cố gắng lùi lại rồi. Cặp được cảm giác quá đẹp đến bên phía của anh Champa Brody. Echo thẳng mặt và Ung Sa kịp bật cho mình, đó là kick 3. Lượng dầu đam ngược lại có vẻ như là chưa đủ và bây giờ Ung Sa vẫn đang lùi lại được nhà. Cọc cắm ra đến Adrien là chưa có. Ô, ôi, đang zombie nó đang sôi lên và bây giờ thì có lẽ là siêu vung sẽ chết tôi. Còn Ung Sa thì sao? Ung Sa vẫn đang cố gắng chạy nhưng ăn game cũng start rồi. Eleven họ đang lật lại trận đấu này với hai mạng. Siêu vung có lẽ cũng đi rồi. Đó sẽ là mạng số 3 dành cho bên phía của Eleven. Rõ ràng là cái tham bình họ nó vừa đẹp, tức là cái cọc của Adrien thì chưa cùng đọc xong. Và bên phía của Eleven thì lại có cọc của Pavalazi. Dành lời khen dành cho Pavalazi khi ta cảm ơn cái cọc khá là imba đấy. Một cọc mà đuổi tất cả các thành viên. Thế là gần như là cái team fight đấy kiểu ăn đai kiểu chả biết phải làm gì cả, cọc chứ cũng đông xong. Ôi các bạn ơi. Bạn ơi hỗ trợ mình với. Đã sắp hoàn thành cho mình cái sạc từ vị trí của FY rồi. Cái sạc này sẽ giúp giữ chân lâu hơn. Nhưng mà cảm giác bây giờ bên phía mặt trời ăn một cái stun DK để chết luôn ấy. Là bị dồn đam chết luôn rồi. Anh rất là thích cái gậy xanh của Chôn này nhá. Đánh nhau khỏe, khó chịu, cứ lên tóc, liên tục là đi bắp rồi. Xóa đi những cái hiệu ứng. Glimmer kết cơm cục thì xóa phát xong luôn. Sao ra lại Dota em cảm giác nó bị kín ba cái gì ấy nhỉ? Chôn giờ hơi khỏe mà. Bây giờ em mà chơi Dota nhá, em phải end trước 50 phút. Không càng về sau em càng chả hiểu gì về Dota cả. Nó bị khó quá ấy. Một cái rune đi dành cho bên phía của team Eleven. Không có bắt tàu à? Ông đi cây đâu rồi? Ông đi cây lên bottle đâu anh, lên hai baser mà. Chán. Đi cây 2021 của lên bottle. Cùng lắm là lên sâu ring thôi.
tin chả qua lên Moto cả. Bắc thì đang lên đầu gì đây? Etherland đó. Octarine Core. À Octarine Core đúng rồi. Nhưng mà trước đó phải là một Etherland, tại Etherland ghép thành Octarine Core mà. Vâng. Nhưng mà Etherland thì bây giờ phải lên Etherland phải bây giờ đã muốn Octarine Core thì phải ghép vào đấy thôi, biết làm sao. Thế sao lên Scatter nhỉ? Rồi, chặt ma, Lepana cố gắng lùi lại nhưng không được. Nào, FY cũng dính coi luôn. Nhưng mà trong đó Earth Spirit đã bị hạ gục bởi Mavi rồi. Pamalazi có thể làm được gì hay không đây? Pamalazi chưa đến nơi mà chỉ còn hai thành viên đến bên phía của Elephant. Ôi đợi tí tôi đang đến các bạn ơi. Tôi bị phá cọc đá. Ơ, Pamalazi đâu rồi? Vâng, Pamalazi à đây rồi. Anh ta quyết định là teleport ra chứ không phải là đi bộ ra. Nào chơi nào. Tầm này thì có lẽ là nên phá cọc trang Pamalazi ơi. Đánh ư, cường đam vào, không được rồi. Giang đã bị dồn đam ngược lại, Pamalazi có một cú kéo cửa xẻ hơi là trượt một chút. Và trong cái đó, Maybe đã bị sai lần lại. Hai Vinh hơi tự tin quá nha, anh ta bị cưa máy đau đấy. Start ngược, dồn đam. Và Pamalazi có cho mình đó là Monster Kill xem full tầm này thì cũng là bị thịt mà thôi. Wow. Anh thấy cái tình huống đấy. Tức là Pamalazi đứng đi rất là lâu. Hóa ra anh ta teleport ra vào cái trụ mà đã có người teleport trước rồi. Thế là teleport 4 giây. Lâu đấy. Cái tình huống đấy may Pamalazi ra team ra kịp. Teleport 4 giây các bạn ạ. Lâu dã man. Nào. Đã có BKB trên người con Earth Spirit này rồi. Một cái tình huống đấy là trước đấy thì Pamalazi đã solo kill và vị trí con Earth Spirit. Có lên 2 round không? Anh thấy là cái trình độ của team mặt trời bắt đầu bị kiểu lộ rõ ra nhá. Elephant họ trên cơn hạt đấy. Họ trên trình, họ biết lúc nào cần đánh. Đúng. Các em vẫn nghĩ là một cái scatter hay hơn trong game đấu này. Wow. Nhưng mà nhảy thì không, nó vẫn là chuẩn xác. Nào, Echa. Ui hai ông hơi sớm một tí. Hơi sớm một tí thôi. Đáng tiếc. Không biết là Pamalazi có muốn lên một cái xác không. Tại vì cái xác này nó cũng nâng cấp cái aftershock. Nào, em nghĩ là cũng chưa cần thiết đâu. Lên cho mình nhưng mà nó đầm gọi là BKB Ice Caddy đấy. Ơ sao lúc anh thấy Pamalazi biến thành con Earthshaker lại không có sừng thứ 3 nhỉ? Anh không thấy aftershock nào. Có mà. Đâu? Nhưng đang nhảy lên trời làm sao anh thấy được. Đây này. Đâu? Mất rồi à? Ơ không aftershock à? Cái này sửa không anh? Ơ thế là đi nào nhỉ? Em nghĩ là sửa rồi sao ấy? Ừ. Hay là lag? Sao lại chỉ có 2 skill nhỉ các bạn nhỉ? Rồi dính coi rồi, Pamalazi đang gặp nguy hiểm. Trong đó ra cô bắt vào cái chữ Earth Spirit. Pamalazi có cho mình EB. Và gần như là mặt trời chả có một cái công cụ gì để xóa đi cái EB đấy cả. Nào lốc đối phương lên nhưng Pamalazi còn nhiều máu quá. Nên nhớ là Usa mất cho mình ulti rồi, bây giờ lên rất có thể sẽ là trên ngược nhá. Tình huống đấy mà khi mà con morphing EB vào người mình thì ông Usa lại bật ulti. Trời ơi. Cuồng. Chán. Rồi Zone Dam, Iving bị giữ chân lại. Tiếp tục là một cái chói liên tiếp. Để bắt để chết hay sao Iving? Thôi tầm này thì anh muốn đọc kỹ này cho nào. Chả liên quan gì cả. Ơ, thế là biến thành Earthshaker bị lỗi à? Thôi nghĩ là bị lỗi chứ nhỉ? Ờ, chứ còn cái xác này có liên quan gì đâu. Đúng rồi, không có aftershock kìa. Nhưng mà nhảy xuống trông vẫn đẹp nhá. Em lúc em thấy nó nhảy nó có cái aftershock không? Đó, nhảy có tool đấy, có tool đấy. Đấy, có tool. Okay, game beta rồi, beta. Chắc chắn luôn. Các bạn có thể thấy nhảy xuống không? Đấy, cái hiệu ứng xung quanh chính là cái aftershock. Nhưng mà anh ta lại không có aftershock trong người. Thế là gì vừa có một tình huống echo không khí. Như em ngày xưa đánh giải. Game beta các bạn ạ. Giật hết cả mình. Bảo móc mình dạo ở đây có sửa gì đâu. Ra cục xúc bật ulti đấm luôn. Cái gì cơ? Ông làm sao? Ông thích giang hồ quá. Đừng giang hồ với tôi. Ờ, tôi cũng là giang hồ. Ông chỉ là kiểu đầu gấu đầu mèo hả? Đúng rồi, gặp ba con gấu. Bác dựa sân. Cảm giác như con tắc của bên phía mặt trời đang càng càng thứ bách anh ạ. Ờ, bây giờ vào coi chả làm gì cả, đối phương trâu quá. Cũng xa thì không có một cái phương án trồn nam nào chuẩn chỉ cả. Đang hứa cho mình một cái SKD từ vị trí của Pamalazi. Anh thấy không? Là ít ra là phải có cái gì giải cái EB đi chứ. Chứ bây giờ cứ vào đang dồn đam dọn EB cho một phát là thôi. Nhưng mà giải là phải lên nun mà. Ừ. Nhưng mà có thể lên đâu. Đấy, đang nghe lời anh lên Abyssal phải lên. Em bảo đừng có lên rồi. Ông phải chả nghe gì cả.
xong rồi mới game beta rồi. Bắt đầu sớm bốc được vị trí của team 3 đó. Đấy, team Eleven rồi. Có thể sau pha bốc phải thẳng luôn đấy. Chặt luôn. Zodam vào Usa kịp vận ulti mà không nên Zodam vào con này đâu. Không. Eleven không nghe lời tôi. Vẫn dồn. Mặc dù chả mất máu. Thế là thế nào nhỉ? Nó vẫn Enray lên thì đừng có cast skill vào nữa. Hơi khó hiểu từ vị trí của Eleven khi mà FY của đấy cũng không cầu trên stun vào. Em nghĩ thì với trên stun vào thì chắc chắn có Usa không đúng. Kịp bật tức là đâu. Cái cú chặt đầu là của Bavarazi rồi. Vâng. Thì nên là cái cú chặt số 2 nó đi liền theo luôn. Tại vì cái thời gian nhảy trên không bây giờ nó đã bị nớp đi. Nhảy rất là lâu. Khi mà Bavarazi nhảy đến là Usa đã hết stun rồi. Nên là đáng nghĩa là FY phải chặt thêm một cú stun trước. Nhưng mà anh ta lại không chặt. Nào Bavarazi có thể bị sốc đam chết luôn nha. Nhưng mà kịp nhảy đi rồi. FY cũng sủi. Và liệu là Park có muốn làm gì hay không đây? Ở đây thì chắc chắn Giang sẽ là người chạy ra là... Vâng, Giang bị chặn đầu. Ơ, bạn ơi! Tôi không sang được! Tôi không sang được! Bạn ơi, đừng đánh nhau! Không được rồi, Bavarazi được đá ngược lại. Ơ, thế là tự nhiên kiểu Earthspeed này cứu người đấy. Đéo hiểu kiểu gì cả. Và bây giờ thì đón một cú một tí tạc mặt một người của Usa Musa. Tạt không hề tấm một người baby một tí nào cả. Và có lẽ là vị trí Katsu sẽ nằm thôi. Tiếp theo là vị trí Musa và anh nghĩ là trận đấu này đã kết thúc. Anh không hiểu tại sao pha đó mà Earthspeed lại đá ngược có móc phinh ra bên kia. Tức là rõ ràng là cái tường nó đang ngăn cách các thành viên của team Eleven. Đấy, một bên thì hai ông, một bên thì một đông. Tự nhiên lại đá luôn con móc phinh sang chỗ em đấy. Em nghĩ tình huống đấy là muốn kiểu đá là đứt coi ấy. Và anh ta cũng đã làm được rồi. Cái quan trọng là làm được xong không để làm gì cả. GG rồi. Hết rồi. Từ từ nha, bởi vì vẫn đang cố gắng dí theo Trang. Không, bởi vì chỉ dùng cái chân nhẹ để có thể lùi về thôi. Còn về phần của Giang thì anh ta đang cố gắng sống sót. Cú teammate bị lốc lên. Tiếp tục lăn bóng. Và đó là một mạng ra mà đập chua. Bavarazi muốn về Red Panda sẽ là người phải ở lại để chết thay. Nhưng mà maybe tại sao vẫn còn đây thế này? Vâng, Bavarazi muốn chơi. Và tôi liên tiếp thấy những Aftershock đi theo cái Fisher. Ở đây là maybe bắn luôn. Maybe đã có cho mình một cái Asagurat rồi. Đúng. Châu. Ai dành cho Mock Fing. Nhưng mà cái lượng máu anh thấy hơi thấp thì làm cái mặt nào hút máu đi xem nào. Làm cái mặt nào hút máu là tươi luôn này. Hay là tiếc tiền, em nghĩ là tiếc tiền này. Kiểu tiếc slot để mua cái hút máu ấy. Bây giờ cái Satanic em đánh giá là không hay lắm. Ở đây thì đang lên cho mình cái Etherland tới vị trí của FY. Trời đó, FY đánh cũng thật sự là không hay lắm. Theo đánh giá của em, không hay lắm. 19-18, 7k chênh lệch đến từ bên phía của Elephant. Timber lên thì đang gòn đó. Không. Anh nghĩ là một cái vai hay hơn. Một cái side vai rõ ràng nó đắt tiền hơn nhưng mà nó sẽ hay hơn. Hack vào rồi đam, Dragon rồi đam cái gì? Em thấy thì lên cái gì trong game đó bắt đầu cũng khó. Ừ. Khi con người ta không biết làm gì rồi thì sẽ lên những cái item kiểu hơi bất phương hướng anh. Chán. Kiểu người ta sẽ suy nghĩ đơn giản, ui ông cả tôi cả vào con mắt cứ đang gông thẳng mò là chết rồi luôn. Đấy, kiểu suy nghĩ đơn giản thế. Ôi. Suy nghĩ đấy thì chết. Nào baby đã scout được con đồ sàn rồi. Bóng phình nhảy đến. Còn có vẻ như là game thì vẫn lỗi các bạn ạ. Không hề thấy after shock. Ôi dồi ôi, ai Vinh làm gì đây? Cảm giác thanh niên là đến tiếp một so công thợ anh nhỉ? Ừ, trọt cây còn trượt. Đã phá mắt từ vị trí lên bên mặt trời rồi. Cảm giác như là sẽ là tranh chấp ở Harosa là có bắt cuối cùng thôi. Em vừa nhận ra điều gì không? 35 phút rồi. Và team LBZS vẫn còn chưa farm xong hết đồ tiêu 3. Tức là chuẩn bị có đồ tiêu 4 đến nơi rồi. Đấy, 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 bây giờ mới đi farm ạ. Mới xong rồi. Đánh nhau liên tục mà anh. Đã hóa thì có sinh cơ vị trí Bavarazi rồi. Có vẻ như là game đấu sẽ chuẩn bị kết thúc thôi. Em còn ngửi mùi sơn không? Hình như anh thấy đỡ rồi đấy nhỉ? Ừ, em thấy đỡ. Bỏ ra, anh bỏ ra thử đi. Mũi em bị tắc. Thế cũng không nhận ra là còn hay không. Hết rồi anh ạ, hết rồi. Cũng đỡ đỡ, đỡ đỡ. Đeo khẩu trang lúc mà thấy mũi hai thằng ở tắc rồi đó. Dã man. Nào, một cú smoke đến từ bên phía của Elephant. Chúng ta cùng chờ xem. Vòng sau đến từ Baby. Với một cái stun bất chợt, rất có thể là bên phía mặt trời sẽ mất một người. Nhưng mà biết đâu đấy, con đu xa này có thể làm một điều gì đó. Anh ta vẫn chưa đánh xong cho mình, đó là Abyssoblade. Và bây giờ Katsu đã bị nhìn thấy rồi, bật ngay BKB lên là hay. Nhưng mà CL full thì phải sủi đi.
cái cọc nó vẫn còn, nhưng mà team Perso anh thấy mình đang quá nhanh. Usazo và thì không thể làm gì được cả, bởi vì quá khỏe. Tầm này Usazo đấm ai thì cũng là chết thôi. Ui các bạn nhìn thấy chứ, Usazo không thể nào mà tống được bất kỳ ai cả. Và giờ Usazo nằm xuống trong tay Barazi. Tiếp theo một người nữa, đó là vị trí của anh chàng Usazo. Tiếp theo là Park, vẫn chỉ còn duy nhất đó là cái cọc ở đây mà thôi. Rồi tan thì chết luôn, đồn đi bắp. Nhưng mà tôi nghĩ là họ sẽ cồn gì nên là cồn gì thôi, nên là give up đi. Chênh lệch về trình độ là quá lớn. Biết đâu được anh Huy Lê phần lại hai anh em sau lại biểu diễn võ thuật. Vâng, bạn Huy Lê thì có chia sẻ là tức là bây giờ passive thì không hiện hình lên nữa. Thế thì anh nghĩ là nó vẫn sai. Em kích vào người móc phin đi. Tức là bình thường cái khung người các bạn này, cái khung HUD là đã làm dài ra rồi để cho các bạn có thể hiện nhiều skill. Em nghĩ là lỗi do cái trận đấu này thôi. Chứ mà hiện ít skill quá thì trông nó. Đây bây giờ để cái skill lửa nó còn hiện ra này. Ừ. Có phải lên cái sạc để phun lửa. Cái HUD là đã làm để có thể nhìn thấy nhiều skill rồi. Mà lại hiện có 3 skill thì trông sai quá. Thì gì rồi. Nên mình nghĩ là lỗi thôi. Lỗi hình ảnh thôi. Không phải là họ sẽ giấu gì đâu. Lăn vào, Kanzu cố gắng làm điều gì đó nhưng tập này thì BKB không đủ để giải quyết game đấu này rồi. Team Perso á, Team Perso với chúng tôi này 1-0 dành cho Elephant. Hôm kia thì